Ok, xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách study vật liệu dựa vào những ảnh ở trên mạng, ví dụ như là mình hay tìm ở trong Pinterest. Thì ở đây mình có một cái ảnh mẫu là như thế này. Thì đầu tiên khi các bạn tập vẽ thì các bạn có thể tập những cái này. Nó không yêu cầu gì kiến thức quá là cao siêu như kiểu phố cảnh một điểm tụ hay gì đấy. Thì các bạn chỉ cần tập vẽ theo thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn study một viên bi nhé. Ví dụ là ở đây này, nó có rất nhiều này. Thì mình có thể chọn đại lấy một cái. Cơ bản thôi để các bạn hình dung ra cách làm. Đầu tiên ví dụ mình có thể chọn cái này. Thì đầu tiên muốn vẽ được cái này thì các bạn sẽ phải có hình tròn. Mình khóa cái này và nó khỏi di chuyển này. Mình tạo một cái ấy mới này. Mình đổ màu cho cái nền này giống với cái này. Thì đầu tiên là các bạn đổ màu, công cụ đổ màu là cái này nhá. Phím tắt là chữ Y này, nó hiện ra chữ Y này. Đấy, hiện ra chữ Y này. Hoặc là một là các bạn ấn vào đây, hai là các bạn ấn chữ Y, ba là các bạn ấn liệt nút Underline nó sẽ hiện ra công cụ hút màu. Đây mình ấn hút màu này. Rồi mình ấn phím đổ màu thì là dùng cái công cụ này nhá. Phím tắt là phím G này. Đây, mình đổ sang đây. Mình kéo xuống phía dưới nhé. Để cho màu cái này bình thường thôi. Đấy. Xong các bạn muốn nền như thế này thì mình vẽ sang cũng được, còn không thì cứ để tạm như thế này trước đã. Đây. Tí nữa mình vẽ sau, màu nền chẳng qua chỉ là để nhìn màu cho nó ấy thôi, cho đỡ đỡ bị đau mắt khi mà nền để màu trắng thôi. Tiếp tục là mình sẽ có một khối tròn này. Đầu tiên là mình sẽ tạo vùng chọn, thì các bạn vào cái này, phím tắt của nó cứ chạm vào cái này một lúc thì nó sẽ hiện lên cái chữ tắt nhá. Phím tắt của cái này là phím M, ấn chuột phải vào cái công cụ này này thì nó sẽ hiện ra một cái là tạo vùng tròn bằng hình vuông hình chữ nhật, một cái sẽ là tạo hình tròn vùng tròn bằng hình tròn. Thì ở đây mình tạo, mình muốn làm cái hình tròn thì mình ấn vào hình tròn này đó, rồi mình tạo này. Nếu như các bạn không ấn biến shape thì nó sẽ ra hình ellipse hoặc hình ngẫu nhiên, nói chung là nó sẽ không tròn được. Các bạn muốn tròn thì các bạn sẽ ấn phím shift trước khi tạo vòng tròn này, rồi đồng thời bấm shift khi tạo vòng tròn, sau đó hút màu này, ấn phím Alt này. Tại vì đang tạo vòng tròn nên ấn phím Alt nó sẽ thành cái này, nên mình phải ấn vào đây này, hút màu này. Rồi mình hút một màu bừa trong cái khối bi mình định vẽ thôi, cứ hút bừa một cái nhá. Đầu tiên hút một cái đi. Đây, rồi mình ấn phím G này, mình đổ màu vào. Nó chưa chưa hút màu, bây giờ mình vào này, đổ này, xong mình khóa nó lại này. Ở đây nhá, cái này là khóa điểm. Ví dụ nếu các bạn bình thường là ấn hay ấn khóa này này, khóa này tức là lock nó lại và mình sẽ không thể di chuyển, không thể làm gì được, thì mình không được ấn cái khóa này nhá. Mình sẽ ấn khóa điểm này để khi tắt vùng chọn đi thì mình chỉ làm việc ở trên cái vùng chọn này và nó sẽ không bị lem ra ngoài. Ấn phím Ctrl D để bỏ cái viền viền nền đứt đứt đi đấy. Bây giờ nhá, ví dụ mình đổi màu cho bạn này. Đây, giả sử mình có màu đỏ đúng không, mình đổi sang blue này. Đây, bây giờ ví dụ mình có màu đỏ mình vẽ, nó sẽ không bị lem ra ngoài. Cái gì ở ngoài vùng chọn thì nó sẽ không hiện vào trong hình mà nó chỉ ấy trong cái vùng mà mình vừa tạo, nên là đây là tác dụng của cái khóa điểm đó. Mình trở lại này. Rồi, bây giờ tiếp theo đúng không? Thì đầu tiên trong một cái khối này nó sẽ có vùng vùng sáng, vùng trung gian và vùng tối, sau đó đến phản quang. Vùng sáng thì cũng có sáng vừa, sáng trung gian và hơi tối. Đấy, mấy cái kia nó đều chia thành 3 phần. Bây giờ mình sẽ nhìn từng, nói chung là lý thuyết nó lằng nhằng nhưng mà nhìn các bạn nhìn mình làm sẽ hiểu rồi.
Đây, đầu tiên này, các bạn ấn phím B nhá, brut là cái này này. Các bạn đổi công cụ cho mình. Đây, vào đây đúng không? Mình chọn này đi. Đầu tiên khi mà đổ màu ấy thì các bạn phải dùng những cái bút mà nó cứng. Đây, nó dễ như này. Thay vì là cái bút vừa nãy là nó mờ thì các bạn đầu tiên là cứ phải dùng bút cứng đã. Sau một tí nữa mình chỉnh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cho nó hòa màu vào với nhau. Hút màu đã trước này. Đầu tiên này, nó có một điểm sáng ở trên đúng không? Mình vẽ sáng này. Tiếp theo xung quanh hơi nhạt nhạt này, nhạt dần này. Mình cứ vẽ như này đã. Rồi tí nữa mình ấy xong, tí nữa mình sẽ đếm chỉnh màu xong, mình sẽ hòa trộn các màu lại với nhau xong. Đó, bây giờ lại thêm một ấy nữa này. Đây, cái này mình chọn màu này là tối nhất rồi nên là nó trùng với cái này rồi này, nên mình sẽ không nhìn rõ này. Thế là đây cũng phản quang này, đúng không? Đó, mới đầu khi tập thì các bạn chưa quen, chưa nhìn rõ màu thì các bạn cứ phóng to lên để nhìn rõ hơn này. Ở đây có màu hơi xanh này. Trên này thì các bạn có thể dùng cái dấu ngoặc vuông như thế này nhé, để tăng hoặc giảm. Hoặc là ấn ở đây là để tăng giảm cái size của ngoài bút này. Đấy, thì người ta hay dùng dấu ngoặc vuông, nhưng mà khi mà dùng dấu ngoặc vuông ấy thì cái unique này các bạn phải để tiếng Anh nhé, nếu không là nó sẽ xóa layer. Các bạn để tiếng Việt thì nó sẽ xóa layer nhé. Bây giờ mình sẽ giảm ngoài bút này. Ở đây mình thấy có một tí màu xanh ở đây, mình quẹt vào, quẹt đại thế đi. Tiếp theo sau khi xong rồi nhá, mình cứ tạm thế đi. Bây giờ bắt đầu đến phần blend màu. Blend màu này, có hai kiểu blend màu. Đầu tiên là các bạn có thể dùng cái ngoài cứng này để blend màu luôn, hoặc là các bạn sẽ đổi cái brush này sang cái mờ này để blend màu. Đây, ví dụ nhá, mình dùng ngoài cứng này, mình sẽ hút màu ở đây này, bôi nhẹ 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 ở đây, hút màu. Nó sẽ ra một cái màu trung gian giữa hai cái mảng này. Đấy. Xong các bạn lại hút cái này đập lên này, rồi lại hút cái vừa bôi xong này. Đấy, nó lại ra một cái màu khác này. Đó, các bạn cứ hút thế hút thế. Đấy, nó ra cái màu khác này. Đó. Đây là, các bạn khi mà tập thì mình khuyên là nên tập bằng cái brush cứng, thì các bạn sẽ chỉnh nó lên nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn dùng blend mềm thì cũng không sao, nó sẽ sản phẩm thì nó nhanh hơn, nhưng mà cách blend của bạn sẽ nó không được luyện nhiều. Đấy, mình cứ blend này thôi, nó sẽ ra màu trung gian giữa hai cái màu đấy. Rồi mình lại blend màu này đi. Đấy, rồi mình cứ hút. Nó ra đậm hơn này. Đấy. Đấy. Đó, nó sẽ đổi dần tông màu. Các bạn làm sao mà để cho nó chuyển màu dần mà nó không bị kiểu gắt quá. Đó. Mình cứ blend như thế. Sau khi blend đây nhá, mình cứ giả sử đây là mình blend xong rồi đi, thì có một số công cụ để mình làm cho cái đường viền này nó mở bớt đi. Đó là ví dụ là cái này, cái hình này nhá. Các bạn ấn vào đây này, bạn để như này cho mình. Khi cái này chuyển về đây ô như này này. Đây, các bạn quẹt này. Đó, các bạn thấy cái đường của nó bị mất đi chưa? Đây là nó đang hòa các màu lại với nhau này. Đó, cái này này. Đó. Nó hòa hai cái màu cạnh nhau vào với nhau này. Đó, hoặc là một công cụ khác. Đây, công cụ này
smooth tone. Đấy, nó cũng hòa màu tương tự như ý kia thôi. Để mình làm cho hai cái đường ranh giới giữa hai cái màu này nó biến mất, nhìn nó không bị kiểu nó không mượt chứ. Đó, đây là cách mà các bạn dùng dùng cái blend màu bằng công cụ nhá, và bút bút cứng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn là cách blend màu bằng bút cọ mềm này. Đầu cọ mềm thì nó sẽ có cái mờ mờ như này. Ở đây sẽ đấy, đầu cọ mềm sẽ có cái mờ mờ như thế. À, các bạn lôi cái vào window này. Lôi cái brush ra này. Đối với mấy window ấy thì các bạn có thể ấn phím tắt là phím F5 nhá, thì nó cũng hiện ra cái brush này nhá. Đây, ở đây mình sẽ có một số ngòi bút. Cứ cái nào mà đây nó cứ mờ mờ thì sẽ đấy nha. Mình lôi cái đi. Bút setting đi. Ấn F5 thì ra bút setting này. Đấy. Đây, ví dụ mình có ngòi bút này. Các bạn tắt ấn chamfer thì nó sẽ mờ hai đầu này. Đây. Ví dụ không ấn chamfer này. Để tất cả như này thì là nó sẽ ra ngoài bút cứng. Nhưng khi bạn ấn chamfer này, ngoài bút nó sẽ mềm này. Nó sẽ kiểu có độ đậm nhạt ấy. Rồi, và mình chọn bút mềm chưa nhỉ? Chọn rồi đúng không? Bây giờ mình chọn bút mềm rồi đúng không? Tắt cái này đi. Rồi, trở lại. Và mình cứ hút màu rồi mình blend thôi, mình đấy. Mình sẽ để cái này mở đi. Đó. Đây, mở đi đúng không? Thì các bạn thấy này, khi mà nó giữa hai cái màu này, mình ấn nhẹ thì nó ra màu nhẹ, mà ấn đậm thì nó ra màu đậm. Nó một những bạn nào mà dùng Wacom, dùng máy vẽ, ý là dùng các bảng vẽ thì các bạn ấn vào cái công cụ này cho mình. Khi ấn vào công cụ này này, đấy, nó hiện đậm đậm lên như này, tức là nó tạo lực nhấn cho cái bảng vẽ. Khi mình ấn đậm thì nó sẽ ra đậm, ấn nhạt thì nó sẽ ra nhạt. Còn nếu các bạn không ấn vào đây thì nó cứ vẽ đều như này và mờ mờ thôi. Còn muốn tăng giảm độ mờ thì các bạn cũng có thể dùng opacity ở đây. Cái này là đúng với màu ấy nhất. Tiếp theo là cái giảm opacity đi thì nó sẽ cũng mờ nhất, nó gần gần tương tự như kiểu lực nhấn này thôi. Đấy, mình cứ để này, cái flow này thì cho thấp xuống này. Smooth tone cũng không cần thiết lắm. Đấy. Đấy nhá, mình trở lại. Rồi, mình sẽ hút màu và blend cho các bạn xem. Hút màu này. Rồi. Mình cứ phóng to thu nhỏ tùy kích cỡ của mình thôi. Bút này bị ngáo à? Không, mình đổi bút khác. Hết đi, để từ cái màu đầu tiên đi. Đây, để từ cái này nhá. Khi mà mình đã tạo vùng chọn này, xong rồi mình sẽ thấy có hai mảng đúng không? Một mảng sáng ở bên trên, một mảng hơi sáng ở dưới. Mình hút một cái màu xung quanh đã, mình phóng to đầu bút lên này. Đó. Đấy. Cứ tạm như này đã. Xong mình sẽ hút cái vừa này, thu nhỏ này. Đó. Đây, hút cái này này. Lại thu nhỏ vào này. Đó. Mình cứ lên dần dần thôi. Đấy.
đi đậm vào. Khi mình quẹt màu như này thì nó sẽ ăn vất vào phần khác nhau đúng không? Thì mình sẽ phải bù màu vào. Đó. Ở đây có hơi có viền đen ở bên ngoài này. Không phải đen mà là đậm đậm. Mình sẽ cho một ít đậm ra này. Tí nữa mà hụt thì mình lại bù tiếp. Rồi, bây giờ phần sáng bên trên này. Đó, mình thấy là cần nhiều hơn. Chẳng hạn. Đấy. Mình tô xong mình sẽ blend những cái này với nhau. Tuy là nó mờ nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái ranh giới này. Đó. Mình sẽ làm cho nó phân màu nhìn cho nó mịn. Rồi, tiếp này. Này. Đó, mình cứ làm dần dần thôi. Viền đen này, mình lại thêm viền đen này. Viền mỏng mỏng thôi. Tí nữa lại phải ấy. Đó, xong lại hút màu bên cạnh này. Cho nhỏ cái bút đi. Đó, mình cứ hút hút như vậy thôi. Các bạn có thể vừa xem và vừa làm theo như mình. Đó. Đấy, mình thấy cái chỗ này nó hơi khom vào này. Hơi hơi vòng vào này. Đấy. Mình lại chưa được. Rồi, mình lại phóng to lên này. Chưa thấy giống lắm thì mình cứ chỉnh cho nó giống theo mẫu này. Ở đây có một cái chấm siêu to đúng không? Thường cái chấm này mình blend màu xung quanh ok hết rồi mình mới... Đấy. Đây bây giờ mình sẽ cắt nguyên cái hình này phóng to lên cho nó rõ đi. Để này... Các bạn nhìn qua màn hình không rõ được cái màu của nó đấy. Cắt này đi. Chờ nó này. Cần cho gì này. Rồi, không có có được, vẫn mở này. Cần cho gì. Ok. Đúng không? Ấn Ctrl T để có bốn cái này rồi mình phóng to lên này. Tại vì hình ban đầu của mình nó có rất nhiều hình nên là khi phóng to lên nó sẽ hơi bị vỡ hình. Nhưng đây là mình kiểu phóng to lên để chủ yếu là cho các bạn nhìn rõ cái mảng màu thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ hút cho nó dễ hơn nhá. Đây. Bây giờ mình lại ấn về phím hút màu này. Đây phần này cần xanh hơn này. Đây này. Hút lại này. Đó. Thì thoảng ở đây nó hơi bị lag, nó không nhảy màu ấy. Thì các bạn có thể nhìn lại xem là đã hút màu được chưa ở đây. Đó. Đây, chỗ này hơi xanh hơn này. Thấy nó xanh. Cái chỗ này lại hơi đen lên này. Đen vừa thôi. Rồi. Đổi màu nào. Đấy. Cứ blend vậy. Rồi mình lại hút giữa các ấy với nhau để mình blend giống như là cái cọ kia. Hoặc là mình sẽ dùng blur này để hòa trộn nó với nhau. Cho nó không tạo nó mịn đi. Đây. Mình đang dùng tròn thì cứ dùng tròn thôi. Đấy. Rồi hút cái màu ranh giới này. Rồi mình lại đấy. Thế chưa được thì lại làm lại. Tùy chỉnh cỡ kích thước. Đấy. Cái này quan trọng nhất là chính là luyện về các bạn sử dụng công cụ là một này. Cho nó quen tay. Và thứ hai nữa là nhìn cách nhìn màu. Để mình tập quen dần với cách ấy màu đi. Đấy, chỗ này xanh hơi đậm hơn một tí này. Ban đầu sẽ có những người thắc mắc là sao có người nhìn được mà có người lại không nhìn ra màu. Đấy,
Mình nên tập những cái bài này đầu tiên để cho mình cảm nhận được về màu sắc. Chứ chưa nói gì đến học những khóa chuyên sâu nhá. Đấy, ở đây có một phần đáng dựng lên này, mình cho nhỏ đầu bút đi. Đấy, nhỏ vừa. Đấy. Dựng lên. Xong mình thu nhỏ màn hình lại này. Ấn Ctrl trừ thì sẽ là thu nhỏ, Ctrl cộng sẽ là phóng to, hoặc các bạn có thể ấn phím Z này, là ấn zoom. Đấy, ấn phím Z. Xong rồi dí chuột, dí bút ấy. Mình thì đang dùng bút nhé, mình sẽ hướng dẫn theo dùng bút. Ấn dí bút vào màn hình, ấn kéo xuống thì nó sẽ zoom lại, zoom nhỏ lại. Còn kéo lên, dí chuột lên ấy, thì nó dí bút lên thì nó sẽ phóng to lên này. Đấy, rất là điện. Đó, sau các bạn sẽ thu nhỏ lại này. Nhìn xa xa thấy còn thiếu màu nào đúng không? Thì các bạn lại tiếp tục chỉnh tiếp này. Các bạn để như này cũng được, hoặc là các bạn lại phóng to lên để nhìn. Nhìn cho rõ hơn, rồi các bạn lại bôi thêm màu vào. Đây, chuyển về blue này, lại bôi màu này. Cái bài này là hướng dẫn dành cho những người chưa biết gì và đang muốn tìm cách tập luyện thôi nhá. Còn nếu các bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua video này. Đấy, mình cứ bôi 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 bôi, bôi như vậy. Rồi là hút màu bên cạnh này. Blend ra này. Đó, cảm giác mịn hơn chưa? Đây, mình cảm giác nó sẽ là hình như này. Xong ở đấy thì nó sẽ chia ra một nửa chỗ này là nhạt hơn, một nửa chỗ này là đậm hơn này. Đây mình sẽ đúng cái màu đấy. Giống được y hệt hình thì càng tốt, mà không giống được thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng, vì cái này mọi người đều phải mất thời gian đầu luyện tập thì nó mới giống được. Nhưng mà là các bạn làm để quen tay quen máy và luyện tập cách dùng công cụ này, luyện tập cách nhìn màu. Đó, đây chỗ này có màu đen này, chỗ này màu đen này, chỗ này màu đen này, xung quanh viền màu đen, bên trên này thì hơi màu xanh trắng. Đấy, đây các bạn đi bút ở cạnh viền này lên màu xanh trắng này, nó sẽ kiểu là ánh sáng nó sẽ chiếu từ trên xuống dưới này và bóng nó sẽ ở đây. Vừa nãy mình blend màu thì nó mất bớt màu đen này. Đấy, thêm màu đen. Đấy, blend đi. Cứ hút hút và đẩy 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 đẩy. Để qua để lại rồi lại hút. Đó, để nó hòa trộn các màu vào với nhau. Khi vẽ cái này mà dùng cọ này, nghĩa là khi dùng mấy cái mờ mờ này thì các bạn không cần phải ấn quá mạnh đâu. Ấn vừa vừa thôi. Còn mà các bạn nào thích ấn mạnh ấy thì giảm opacity xuống cũng được. Đấy, bật lên cho nó chói không bị gắt quá. Lát rồi. Nó lại với nhau. Đấy, mic hơi hơi quá đà. Mình nghĩ là zoom lại này. Zoom lại xem nó giống chưa. Chưa giống thì mình lại làm tiếp. Ấn căn chỗ nhập Alt Alt để hút màu. Rồi. Hơi sáng rồi, đừng sáng gắt quá nhá. Cái này hơi xuống một tí này. Rồi. Nhìn nôm na hơi giống rồi đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái bóng này. Đầu tiên là mình khối hình bao giờ sẽ cũng có hình và bóng. Bóng của hình tròn thì hình cầu chứ. Trên mặt phẳng thì nó là hình tròn, còn trên 3D nó sẽ là hình cầu này. Mình đang vẽ hình cầu đúng không?
thì nó lúc nào cũng sẽ nó sẽ kiểu elip như này. Còn các bạn nào mà không biết vẽ elip như nào đi thì đây mình sẽ vẽ ra một cái elip bướm lên cái này chẳng hạn. Đấy, mình thấy nôm na giống với cái mẫu rồi đi. Rồi mình tạo layer mới này, mình đổ màu vào. Bóng thì bao giờ nó cũng là màu đen nhé. G này, đổ màu này, Ctrl D này, đúng không? Xong Shift T này, Ctrl T để tạo ra cái này này, rồi ấn phím Shift để chuyển sang này, cho cái layer vòng xuống dưới cái layer mình vừa vẽ, ấn Enter đã, cho xuống này, rồi, to nữa, mình thu nhỏ vào đã. Rồi mình chuyển sang bên cạnh. Mình thấy là nó cũng tương đương xem rồi đấy, mình ấn Enter. Rồi, click lên một tí nào. Ctrl T này. Click lên này. Nhá. Đây. Vị trí này vì mình đang tập mà, không cần phải ấy lắm, tương đối. Rồi. Mình sẽ bóng này bao giờ nó cũng sẽ mờ mờ đúng không? Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để nó mờ. Thì đầu tiên này, các bạn đừng khóa cái này nhá, phải để mở này. Sau đó thì mình sẽ ấn vào filter này, ấn chọn blur vào cái này đi. Đó, các bạn để tầm 2, tức là cái này mà càng tăng thì nó sẽ càng mờ. Đây, mình tăng lên cho các bạn xem. Đấy, nó mờ tịt luôn. Các bạn để vừa thôi, đừng để nó mờ quá. Rồi tí nữa mình còn đẩy nó đi mà, để cho nó mờ mờ như thế này nữa. Thì thường mình để tầm 3 đến 5, 6 gì đấy thôi. 3 đi, 3 đi, 3. Rồi ok, ok nhá. Cái này mình sẽ chuyển đến ra Multiply là bóng. Nếu vẫn thấy cái này đậm quá thì có hai cách. Một là các bạn không để multiply, các bạn để nó màu, rồi các bạn vẽ màu vào, hút màu ở đây này. Rồi mình khóa cái này vào đã, mình hút màu ở đây này, mình chọn bút, mình chọn bút này, phóng to lên này, mình vẫn để mờ nhá, mình phóng to này, vẽ vào đấy. Đấy, rồi cứ hút màu này rồi vẽ vào thôi. Đấy, ở đây có hơi xanh xanh tí này, thu nhỏ ngoặc bút vào này, vẽ. Cái này hơi rực lên một tí, hút trên này đi. Đấy. Rồi, thêm bóng này. Bóng nó hơi đen đen xanh xanh đấy. Đó, cho cái này mở thêm thì lại mở cái này ra. Filter đi. Đấy. Chắc là tại vì nó vỡ nên cảm giác nó mở hơn. Nhưng mình cứ đang bắt chước hình mà. Thế như nào thì mình cứ làm thế thôi. Đấy, mình tăng cái độ mở lên để cho nó giống cái mẫu đi, cho mình bắt chước cho dễ đi. Đấy. Quên. Xong mình phải khóa lại đã, không lại chườm chườm ra ngoài. Mình lại vẽ tiếp này. Hơi đen nhiều này. Đấy. Thêm tí đen này. Đấy.
Rồi, thu nhỏ lại, nhìn nôm na từ xa là có thể thấy hơi giống anh em rồi. Đấy, chỗ này nhìn nó hơi ấy, hơi gượng tí này. Các bạn chưa chọn, phải chọn vào đúng cái này thì mới vẽ được này. Tương tự thì các bạn có thể vẽ với tất cả những cái ở đây. Đó. Các bạn càng bỏ nhiều thời gian rồi càng nhìn đi nhìn lại nhiều lần thì nó sẽ càng dễ hơn thôi. Đó. Video này của mình thì đến đây xin được kết thúc. Hẹn các bạn trong video lần sau.